Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một trình AirDrop nhận 100.000 tốc mã thông báo có kỳ hiệu LCLB nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở cái link phong ra nghe tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cho anh chào nhóm chat nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ kết thúc, cái link phong này nó sẽ đóng vào ngày 1 tháng 6 nha các bạn. Và nó sẽ phân phối trong tháng 6. Rồi, sau khi các bạn join xào thì bấm vào cờ list Hesu Admin nha các bạn. Ui, bạn bấm start luôn nha các bạn. Rồi bạn lướt cấp trang nha các bạn. 9 x 7 bằng 16 nè. 9 x 7 nhiêu ta phan các bạn. 9 x 7 là mình dân. 9 x 7 63, rồi bạn bấm vào 163 nha các bạn. Rồi, như vậy các bạn mới được join xào cấp nhóm chat nha các bạn. Để mình ghi 63 cái. Ok, vậy mình đã chọn cho chấm chat rồi ta các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở cái link phong ra lại nè các bạn. Các bạn chọn tiếp vào kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn chọn sao các bạn. Có nhiều bạn tham gia mà không lướt cấp tra cũng như không. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter nè các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Xuống đây thì các bạn tìm cái bài dự án đó nghe các bạn. Là cái bài này nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi các bạn bình luận cho nó một cái luôn. Các bạn bình luận đại cái gì đi các bạn. À công colot. Rồi các bạn trả lời luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up lại cái link phong nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn vào đây các bạn vút hiên nha các bạn. Vút nó. Thì các bạn mở cái link phong ra nè. Thì trên vút này rất là đơn giản các bạn lướt xuống các bạn. Ở đây thì nó có cái mục lướt cấp tra, các bạn chỉ việc nhấp vào, tôi không phải là người máy là xong nha các bạn. Rồi sau khi bạn làm xong đó thì các bạn bắt up lại link phong nãy nè. Còn phải các bạn để mình mở cái link phong ra các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username của tất cả các bạn nha bạn. Cộng anh 4 số 1, phòng 1, 3 số 1, 3 số 2. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn đã son xào nghe các bạn. Cộng win VNNH9 nè các bạn. Tiếp tục tôi hỏi bạn có vuốt không thì bạn bấm Z nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ VPNB Sebastian Best 20. Thì các bạn dùng địa chỉ trên dưới chocolate nha bạn. Hoặc là dưới Sapiban MetaMask thì các bạn tích hợp mạng BB sẽ match trên vào các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Ok, rồi bạn bấm nút submit nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 100.000 tốc cần có ký hiệu là Cloud. Nên đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ nhé.